sống đôi. Sáng gặp mặt chỉ nhìn không dám nói, chiều âm thầm bên đêm lưu lặng tin. Hỏi ai đó có nhìn sâu trong mắt, có biết ai tha thiết nhớ thương mình. Đây như đó xa qua, đó như đây ai biết được chân tình. Ai để lại đời ai nhiều kỷ niệm cho đêm lúc ngắm trăng lên. Ai tiễn ai chân buồn không muốn bước rời ngắm thương qua tiễn ai thương. Hồi bỏ cây qua lá, hồi chiếc khăn đầy kỷ niệm trắng. Hãy gọi những lần tâm sự này của ta tự nhiên đi, để ta dư bớt nỗi buồn vô phút chi từ biệt. Bao giờ tôi mới ra được? Tôi đi hay ở, anh không có điều gì phải bận tâm lo lắng. Như tôi, anh không thể muốn điều gì ngược với tôi khi tim này đã ngăn đôi. Anh hãy đi đi chớ lắm tiếng nhiều lời. Tình tối dành là chẳng dứt, không chắc bận lắm trong lúc tiện. Anh đừng nghĩ dành gì kỷ niệm ngày xưa. Tôi không dám làm điều gì thay thơ mây, những lần vui cùng mong gặp nhau đây, để nhìn mặt tôi và nói một câu lời, rồi suốt đời mình chẳng gặp lại nhau. Chỉ sợ dây tình cảm với tôi chẳng không còn nữa. Thôi đi, đi đi. Nhưng tôi sẽ đi. Thank you.
Mai
cho một hồi kết mà. Thương nhau trọn đời có được mơ nghi nhộng, nhưng mây đi tơ mây đi rồi.
Về, mình đến nơi em. Chị.
ấy không là mây xanh biếc là bầu trời để chim em bay nhà sau anh không là sông chảy xiết chờ nổi tiền của em bay nay người ơi sao đâu ngờ để ngày mai con xa bờ còn trời mang đi từng ngôi nhớ nhớ một người mà em nhớ sao người không yêu thôi những nỗi niềm của em nhớ Yeah.
thầy á. Tức là các anh ở bên Lao phải không? Rồi được rồi, các anh ngồi đó. Còn anh bên kia, anh có râu đó, anh tên gì? Dạ, tôi tên là Ha Rốc. Tôi bị bọn con bốt nó bắt tôi sang Thái Lan sống tới ngay cuộc sống với bọn chúng. Tôi mới thấy được sự giả mang tàn nhẫn của chúng như thế, cho nên tôi mới đem con về đây. Khi về đây rồi thì tôi được biết các anh mới giải phóng được đất nước và ông mừng quá. Dạ, xin các anh cho tôi theo các anh để xây dựng lại đất nước. Dạ, thưa được rồi. Ờ, con. Thank you.
Thank you.